Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Phân tích của FDA về vaccine Moderna COVID-19 phát hiện nó có hiệu quả và an toàn. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm đã công bố một bản phân tích chi tiết vào sáng thứ Ba về vaccine COVID-19 từ nhà sản xuất dược phẩm Moderna ủng hộ việc cấp phép vaccine của công ty để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Tài liệu tóm tắt của FDA cùng với tài liệu từ Moderna đã được đăng hai ngày trước khi một nhóm chuyên gia sẽ triệu tập để tư vấn cho cơ quan này về việc có nên cấp phép sử dụng khẩn cấp cho loại vaccine này hay không. Phân tích của cơ quan cho thấy vaccine có hồ sơ an toàn, thuận lợi và không có mối lo ngại cụ thể nào về an toàn được xác định có thể ngăn cản việc ban hành EUA. Tuy nhiên, các tác dụng phụ là phổ biến với phần lớn các tình nguyện viên nghiên cứu bị đau tại chỗ tim, mệt mỏi và đau đầu. Phân tích của cơ quan này cũng khẳng định hiệu quả của vaccine, nó là 94% tổng thể được đánh giá ít nhất 2 tuần sau liều vaccine thứ hai trong phân tích cuối cùng. Một phân tích tạm thời cho thấy nó ở mức 95%, các mũi vaccine được tiêm cách nhau 28 ngày. Phân tích của FDA cho thấy vaccine này kém hiệu quả hơn ở những người lớn tuổi. Đối với những người từ 18 đến dưới 65 tuổi, hiệu quả là 96% so với 86% ở những người 65 tuổi trở lên. Vào thứ Năm, Ủy ban Tư vấn về vaccine và các sản phẩm sinh học liên quan, một nhóm tư vấn sẽ thảo luận về vaccine trong một cuộc họp công khai. Thứ Năm tuần trước, ngày 10 tháng 12, cũng một ủy ban đã bỏ phiếu 17 trên 4 với một phiếu trắng ủng hộ việc cấp phép khẩn cấp cho vaccine Pfizer để sử dụng trong đại dịch. Vaccine Pfizer được phát triển với sự hợp tác của nhà sản xuất dược phẩm Biotech của Đức được phép sử dụng cho những người từ 16 tuổi trở lên. FDA sẽ yêu cầu các chuyên gia đánh giá xem liệu các bằng chứng khoa học có sẵn có hỗ trợ đề xuất sử dụng vaccine Moderna khẩn cấp hay không. FDA cũng sẽ yêu cầu các chuyên gia cân nhắc xem các công ty nên thực hiện các nghiên cứu nào để mô tả thêm về tính an toàn và hiệu quả của vaccine. Chủng ngừa bằng vaccine Pfizer đã bắt đầu vào thứ hai. Việc phân phối vaccine rất phức tạp do cần giữ ở nhiệt độ cực kỳ lạnh, âm 76 độ F hoặc lạnh hơn. Để vận chuyển và bảo quản vaccine của Moderna cũng cần được đông lạnh, nhưng ở nhiệt độ âm 4 độ F, giống như một tủ đông bình thường tại nhà, khi vaccine được rã đông để sử dụng, vaccine có thể giữ ở 36 đến 46 độ F nhiệt độ của một tủ lạnh bình thường tại nhà trong tối đa 30 ngày. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.